Rồi Kia 2010 nha anh em, xe rin nguyên rin ngang máy, rin toàn tặc nha. Keo sùng chỉ rồi vào rin cho anh em hết luôn. Nói chung là xe còn rất là đẹp, nội thất rồi anh em, máy lạnh rồi nhạt nhẽo đầy đủ hết. Máy lạnh bao tơ. Đó. Xe quá, nói chung là quá đẹp, anh em mua về là chỉ đổ dầu chạy. Xe mình đang đứng chính chủ nha anh em. Muốn công chứng rút ủy quyền hay là hỗ trợ rút hồ sơ rồi là mình rút cái rẹt luôn. Thùng inox, nguyên cái thùng inox nha. Anh em xem xe cứ đánh giá thoải mái. Đó, xe này thùng inox nguyên cái luôn nè. Sàn đáy inox, nguyên cái đáy inox luôn. Nguyên cái thùng inox hết. Inox xung quanh hết rồi. Quá đẹp. Rồi, giá chỉ có 100 mấy triệu thôi. Anh em xem xe trực tiếp tại khu du lịch Đại Nam Bình Dương, 0787504390 số điện thoại của mình. Đó, con này mới gì à? Rồi tiếp theo Isuzu đời 20 cuối 2017, cuối 2017 gần 2018, cái kiến nằm chính giữa này. Đó. Xe này thì zin toàn tập, không có gì bàn hết, nguyên con quá cộp, ốc 7 màu, máy lạnh hãng theo xe. Xe thùng 4m4, 1 tấn 9, vô thành phố luôn. Mới vô dàn dở Yokohama. Anh em coi ốc 7 màu nè. Đó. Xe chủ nói chung là một đời chủ. Sườn bọng đồ là zin theo xe hết, 100% hết. Xe nước sân zin hết, 100%. Isuzu VS91 nha anh em. Xe này là ga cơ nha. Mình xài hàng ga cơ, không xài hàng điện. Rồi Kia này mình mới vừa nhận, Hyundai này tháng 25 mới vừa nhận cọc, ngày mai đi giao xe cho anh em công chứng uy quyền. Rồi còn một con Kia thùng mui bạc, xe máy cầu số mấy rồi zin hết, 100%, máy lạnh hãng theo xe. Xe thùng ba bửng mở đó, inox ba bửng mở. Con này giờ mình đang bán cái giá là hơn 200 triệu một tí đó. Xe này nội thất thì thôi quá đẹp, một chủ một chủ nhà chạy rất kỹ nè. Xe này nguyên zin nè. Anh em cứ xem xe rồi đánh giá cho giá, muốn ép giá sao cũng được hết. Công chứng ủy quyền sang tên một rất nhạc hết, anh em muốn rút hồ sơ cho anh em tỉnh xe. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho mình. 100 mấy, 200 mấy, 300 mấy. Đó, là có xe hãng anh em chạy rồi. Nếu mình còn nói nhiều bốn con đó, anh em cứ coi xe. Tại khu du lịch Đại Nam Bình Dương, số điện thoại của mình là 0787504390. Xe này mới thay vô dàn vỏ Yokohama, vô 6 cái một lượt luôn, sẽ xịn luôn. Anh em về là chứ cái đổ dầu là chạy liền thôi nè. 6 cái vỏ còn rất là dày luôn nè anh em. Đó, quá dày luôn, ốc 7 màu luôn. Đó, 6 vỏ còn rất dày. Rồi. Con này ngày mai giao cho khách rồi, cũng dàn vỏ mới luôn nè. Quá dày luôn, gai còn dày quá dày. Nội thất xe rồi quá đẹp. Anh em nào có nhu cầu kiếm xe có tầm 100 mấy chục triệu thì anh em cứ alo cho mình. Đó, xe nội thất là nguyên zin nha, Hyundai quá cọp nha. Xe này là máy lạnh hãng luôn, mở lên là bao tơ luôn. Đó, xe nội thất đời 2008 nè. Con này một mình bán giá cho anh em mới vừa cọc xong, nhận cọc ngày hôm qua nè. Mình bán giá chỉ có 158 triệu, thùng kính inox nguyên cái nè. Anh em nào có nhu cầu cứ alo cho mình. Đó, quá đẹp luôn. Đó, anh em xem xe kỹ. Giá này anh trai ở Sài Gòn xuống thấy là bụp luôn, khỏi cần nói, thấy là chồng tiền chuyển cặp luôn. Xe này nó biển thành phố, về thành phố khỏi tốn sang tên đồ này nọ, khỏi tốn mất phí. Vậy là chỉ có đổ dầu lăn bánh chạy là lụm tiền không, lụm lúa thôi. Đó. Rồi, anh em nào có nhu cầu cái alo cho mình. Giá 100 mấy, 200 mấy, 300 mấy thì theo xe. Đó. Cửa nẻo rồi xe là đẹp y như cái kiếm luôn. Nhức nách. Đó, anh em nhìn xe này, giá có 100 mấy chục triệu, gần 200 triệu, thấy nhìn cứng quá cứng, còn 10 mấy năm nữa. Đăng kiểm bảo hiểm gì là mới mua hết cái rọt gì là chỉ đổ dầu vô là chạy thôi chứ không có tốn 1.000 nào nữa. Quá cọp, con trắng con xanh, thùng bạc thùng kính anh em muốn thùng nào cũng có.
Rồi, xin chào anh em nha.